Và thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa thôi là sẽ đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với 4 ngày nghỉ liên tiếp. Thì thị trường du lịch năm nay đã ghi nhận dấu hiệu tích cực ngay từ đầu tháng 8. Xu hướng chính vẫn là du lịch nghỉ dưỡng gia đình theo nhóm nhỏ. Các tour trong nước và tour nước ngoài ngắn ngày là những lựa chọn hàng đầu của du khách. Bà Lê Thị Bích Thủy tìm đến văn phòng tour để được tư vấn một điểm phù hợp và không mất nhiều thời gian di chuyển. Tôi đang dự định ngày 2 tháng 9 này để tôi đi du lịch Cát Bà. Thì giá tiền thì tầm khoảng 2 triệu 2 hoặc 2 triệu rưỡi cho một người cũng là phù hợp. Theo ghi nhận, năm nay dịch vụ vận chuyển nhà hàng khách sạn đang khá ổn định về giá. Lượng vé với sự liên kết của các công ty lữ hành, vận tải và dịch vụ lưu trú. Nhiều công ty lữ hành tung giá tốt cho các tour dịp mùng 2 tháng 9 vào giờ chót. Các tour du lịch trong nước vẫn chiếm ưu thế và được nhiều gia đình lựa chọn. Chương trình được khách hàng quan tâm, ví dụ như là có thể kể đến các chương trình đi Đông Tây Bắc, các chương trình như là đi săn mây, đi mùa lúa chín vàng, ví dụ như là đi Ba Bể, Thác Bản Dốc hoặc là đi Sapa, Mù Căng Chải thì đều là những cái chương trình mà mọi người đang quan tâm rất là nhiều. Các chùm tour ngắn ngày trải nghiệm mùa lúa chín, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc vùng cao tại các điểm đến ở khu vực Đông Tây Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Mộc Châu được yêu thích, nhất là khách tại khu vực phía Nam. Khách hàng đang có cái sự tăng trưởng đăng ký tour trong cái mùa nghỉ lễ năm nay rất là nhiều so với năm ngoái. Với cái thống kê của chúng tôi thì hiện nay đã có 45.000 lượt khách đã đăng ký tour cũng như là cái dịch vụ tour trong cái dịp nghỉ lễ và cũng đã đạt đến 80% cái tỷ lệ khách đăng ký tour của năm nay chúng tôi đang đề ra. Cũng tranh thủ cái dịp nghỉ cuối cùng này thì các gia đình cũng tạo điều kiện để có những kỳ nghỉ cuối cùng trong dịp hè nên lượng khách cũng rất là đông vui và sôi động. Chúng tôi kỳ vọng là phục vụ được 40.000 lượt khách trong toàn quốc. Với việc nhiều điểm đến trên thế giới mở cửa trở lại hoàn toàn, các tour nước ngoài ngắn ngày tới các điểm đến gần như Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Trung Quốc vẫn cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt với nhiều du khách. Với nhu cầu đặt các tour mạnh, khách du lịch cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các gói du lịch, đặc biệt là các chương trình du lịch, phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn bình thường. Lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.